Vâng, như vậy là He đã có tỷ số là 3-0. Một thể loại đút túi rồi. Đã có một thể loại đút túi rồi. Hoàng Minh ơi, anh cố lên. Rất nhiều các thể loại mà chúng ta đang có lợi thế đang được dẫn trước. He sang hỏi nó xem có đánh lại nữa không? Đánh thêm trả 3 nữa đấy. Đánh 1-2 vạn một kèo một xe này. Gọi điện về nhà và gọi điện về bán nhà để đánh. Họ bị lọt mất một con vòng 1-2 đơn vị quân vào nhà. Vòng sọc giấy đánh hôm nay bị sọc giấy lọt rộ rất khó chịu. Nó khó chịu gấp vạn lần như là con cù rờ. Vâng, cả đỏ tạt sang đây rồi. Căng. Lại quay chim sẻ. Một bài chim sẻ xấu. Lại ăn quay. Và đối phương đang quay chim sẻ và đánh chim sẻ cực giáp. Mà giúp em cái cam cái. Rồi có cam rồi, có cam rồi. Vừa nãy là cắm ở máy của Vâm, bây giờ mới tháo ra. Sẻ đang rất yếu và trở lại với mặt trận Yugi. Yugi đánh vung nhà bố 2 rồi này. Đẩy về thế, nếu mà giết được bố 2, đẩy về thế bố 2 cân sẻ. Và Yugi cân lại bố 1 là cũng đánh ngon. Chứ sẻ cố gắng hồi và giữ quân thôi. Ôi, trong góc này đẹp lắm, rừng trong nhà đẹp lắm. Thoải mái đây, một thế có thể cân được bản đồ đấy. Hơi tiếc. Thế lại đổi cho thằng chim thì ngon. Nhà lại đổi cho thằng chim thì ngon. Vâng, M2 đã bắt đầu di chuyển từ nhà chim sang rồi. Gỗ UV đang thừa khá nhiều và lượng nhà BE cần phải xây. Vâng, đối phương ốp rồi. Liệu UV có còn đủ khả năng như ngày xưa không? Có thể thủ dẻo được nhà hay không? Chốt ruộng. Thông tin bảo vệ một cũng yếu lắm, không khỏe. Nhưng vì có lẽ thời điểm này vẫn đang là người có tham lai to nhất trên bản đồ. Tham lai UV đang tụt xuống chỉ còn lại 38. Không để đối phương lọt dụng quá sớm thì đỡ ngon, chấp đôi luôn đấy. Ở trong nhà còn quân anh ơi. Vâng, những pha về tí thì đi vào lòng người. Vâng, ba chiếc nhà về thiếu đúng chiếc rồi. Tham lai 40 của Yugi đến với trở lại với máy của chim sẻ xem nào. Vâng, cũng có tham lai 40. Vâng, ốp được cùng với Yugi ốp 1-2 tên này. Tham lai 1-1 thấy bảo cũng yếu lắm. Bản đồ là thế tàn đấy, thế tàn đấy. Đúng thế tàn rồi, tham lai bên mình đang đè. Tham lai bên mình đang đè siêu mạnh rồi.
Đấy rồi, đứng yên. Chào cờ đấy, Quốc Khánh, chào cờ đấy. À, Quốc Khánh Trung Quốc mà không đứng chào cờ à? À. Vâng, thêm được cái nữa thì mát mát máy. Rồi đuổi đuổi bằng chết. Thế này thế bàn rồi, toàn tham nhỏ thôi. Có mỗi Yuki bên mình có lẽ là đang có tham lai tươi nhất. Vâng, những pha đặc sản, vâng đặc sản Việt Nam, vâng thịt chuột. Ôi, để đen cả quân, nuôi tưởng thế nào. Ông này đen cả quân thế này. Rồi, trận này thế đã quá tươi rồi. Yuki có tham 33 thôi, nhưng anh đang có nhà. Bên kia làm gì có nhà? Anh ở nhà mới lở tham thôi. Anh bo bế, cẩn thận cơ cấu lại nhà lở tham thôi anh ơi. Bo bế cẩn thận lở tham thôi được rồi. Tươi lắm rồi. Trở lại chia sẻ, chúng ta cùng xem chia sẻ quản bản đồ tham lai là 37. Á, à, đây rồi, đặc sản. Không cần. À, à, tổ lái à, đánh bóng à. Bãi rừng, xem bãi rừng của 11 nó ken được e không em ơi? Hình như ken được e đấy. Vâng, chỉnh lại cam rồi, ngồi gần nhất trên màn hình camera của các bạn đó là Hoàng Mai Nhi. Bên cạnh tôi, xa xa thì là chim sẻ và Yuki và cuối cùng là chim mệnh. Bây giờ thì đội tuyển Việt Nam vàng đang sang đây chim lợn hết rồi. Việt Nam vàng là làm gì, đánh kiểu gì mà bị vũ trụ giải quyết nhanh thế. Thất thủ trên mọi mặt trận. Thực sự vũ trụ một nó quá mạnh, tìm đều quá. Ngày hôm qua khi mà mình được xem cái đội hình của team vũ trụ 1 thì mình đã thấy rồi. Đội hình rất đều. Vâng, như vậy là đi sai rồi. Tỷ số là 3-1 dành cho cặp đôi chim sẻ lắng và Yuki trước cặp đôi Phong Thần và Tiểu Ác Mã. Như vậy là chúng ta đã bỏ túi được 2/4 thể loại. He đã có chiến thắng 3-0, chim sẻ Yuki đã có chiến thắng 3-1. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi chim mệnh, Mạnh Hào và Hoàng Mai Nhi. Có lẽ lúc này mọi con mắt đều đang đổ dồn đến màn hình máy của Hoàng Mai Nhi, mà anh đang là người dẫn trước tỷ số là 2-1 trước game thủ cái gì Liga cái gì. Vâng, màn hình máy Hoàng Mai Nhi, có ai đang quay không nhỉ?